lúc này thì đôi vật đấu văn mạnh với không ra. Trên không được. Ban tổ chức cũng rất mong là trong mạnh thường quân các khán giả sẽ ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần cho cả hai đồ vật, đặc biệt là đồ vật nữ. Lúc này thì đồ vật nữ Ứng Thị Thường đang nằm trên đồ vật Đỗ Văn Mạnh đến từ Vĩnh Phúc. Đây là một kèo vật giữa một đồ vật nam và đồ vật nữ. Một pha cuộc rất hay của đôi vượt nữ Ứng Thị Thường. Vâng, ở đây thì rất nhiều khán giả nữ sẽ về phía cổ vũ cho đôi vượt nữ của chúng ta, đôi vượt Ứng Thị Thường và rất nhiều các đôi vượt là khán giả nam cũng sẽ cổ vũ cho đôi vượt nữ của chúng ta. Vâng. Không biết là đô vật nào sẽ giành chiến thắng, nhưng mà chúng ta sẽ dành cổ vũ cho đô vật tài yếu hơn. Chưa có. Vâng, xem tay cho hai đồ vật trở lại giữa sân sới để tiếp tục thi đấu. Vừa lúc này bạn tổ chức nhận được sự đăng ký của đồ vật Trần Việt đến từ Hoài Đức, vận động viên đã giành huy chương vàng SEA Games 30, đăng ký giữ nèo. Xin mời. Và đồ vật Nguyễn Công Mạnh đến từ Hoài Đức xin giữ nèo. Xin mời tất cả các đồ vật đã về tham dự với lễ hội đền Thờ Hà Trưng tiếp tục về ban tổ chức đăng ký tham gia thi đấu phục vụ lễ hội đền Thờ Hà Trưng xuân Canh Tí năm 2020. Trên sân sới lúc này đang là trận đấu giữa hai đồ vật Đỗ Văn Mạnh đến từ Vĩnh Phúc và đồ vật Nguyễn Thị Thơm đến từ Bắc Giang. Vâng. Xin quý khán giả một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho cả hai đôi vật. Vâng, đến lúc này thì đôi vật nữ của chúng ta đã vâng, lúc này đôi vật Đỗ Văn Mạnh đang cùng phía trên đồ vật Ứng Thị Thường. Vâng, rất nhanh đồ vật Ứng Thị Thường cũng đã thoát khỏi tiếng đánh của đồ vật Văn Mạnh đến từ Vĩnh Phúc. Vâng, vào buổi sáng thì các quý vị khán giả đã được chiêm ngưỡng hai đại đồ cho đồ vật Vân Ba Xuân
của câu bộ vượt vượt đội tham gia vượt thờ với đội vượt Phan Đức Thắng của câu bộ Đông Anh, vận động viên toàn quốc. Tham dự về nếu mà lần này tiếp tục về bàn ban tổ chức, và lúc này ban tổ chức nhận được rất nhiều các đồ vật đã giành các thứ hạng cao tại các giải thi đấu toàn quốc và SEA Games đã về với lễ hội đền Ba Bà Trưng. Xin mời các đồ vật tiếp tục về bàn ban tổ chức đăng ký thi đấu phá các giải nghèo. Lúc này thì đồ vật Trần Việt của Hoài Đức đang giữ nghèo. Vâng, một pha vật của đồ vật Đỗ Văn Mạnh đến từ Vĩnh Phúc. Và công nghiệp xin quý bán đảo một tràng vỗ tay lần lớn để cổ vũ cho các đồng vật chúng ta. Như vậy vận động viên Đỗ Văn Mạnh sẽ đã giành chiến thắng và đạt giải nghèo sau khi rất thắng 2 kèo. Và xin mời vận động viên Nguyễn Thị Thơm sẽ nán lại, và ban tổ chức trân trọng kính mời ông Đinh Văn Luyến, trưởng phòng thể thao quản lý thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ lên trao giải nghèo cho vận động đồ vật Đỗ Văn Mạnh đến từ Vĩnh Phúc và đồ vật Ứng Thị Thơm đến từ Bắc Giang. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Rồi xin được chúc mừng vận động viên Đỗ Văn Mạnh và xin cảm ơn đô vật Ứng Thị Thơm. Rồi xin cảm ơn cả một tràng vỗ tay thân mến được cổ vũ cho các đô vật, và xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đinh Văn Luyến, trưởng phòng quản lý thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.